Rồi hôm nay lên xã cỏ từ từ á, anh em sẽ làm được hay nào thì alo cho em nha. Rồi lên đầu tiên là con cơm 2000 nha nè. Con này tiền đủ đồ hết á, đầu bò chán kẹp đầy đủ hết nha nè. Hơi tốt nè. Rồi chế hệ luôn nha. Rồi bô trắng tinh á, rồi cái này em cũng không mơ kiểm nha. Được thôi, thấy còn ngon lành hết á. Này để anh em giá 900 á, anh em làm alo á. Rồi tiếp theo con số 2 nha anh em, Chingu Bell nè. Hết 2,5 con này được cái trợ lực lớn nha anh em, nó cần lắp đồ đầy đủ hết á, đầu bò chạy kẹp đủ luôn. Rồi giờ thử hơi cho anh em xem luôn nha. Rồi còn ok luôn nha. Rồi, anh em nào lo á, bịch sàn lỡ là còn không tin hết nè, không có bể bở gì hết á. Tiếp theo con số 3 nha anh em, Echo CT 24, con này hình như là nồng 32 ly nha anh em, 24 cc. Rồi con này máy liền đẹp đủ đồ hết rồi, nó thiếu cái nắp e ngoài thôi. Về anh em cái nắp e máng vô là xong á, đồ bò chỉ kẹp đầy đủ á. Rồi giờ thử hơi luôn đi. Rồi hơi nắm ok á. Rồi anh em làm alo em nha. Rồi tiếp theo con Adu 20 nha anh em, con này quá đẹp luôn á, đây mình sân lớn còn trắng tinh luôn à, trợ lực lớn luôn á. Rồi con này rửa rất là đẹp lắm nha anh em, con này thì nó thiếu nắp e ngoài nè, về anh em lắp lại giùm em nha. Rồi cần lắp đồ điện theo máy hết á, tem mát đầy đủ hết. Rồi có cái đầu bò này nó bị hư nè anh em, nó bị hư, nó lỏng đạn rồi nha, em sẽ bù cái đầu bò khác cho anh em á. Rồi đầu bù cái khác là đủ chán kẹp cho anh em luôn. Rồi hơi hám ngon lành hết nè. Rồi ok anh em làm alo em á. Tiếp theo là cái con GenWatt 260 AZ nha anh em, mấy hệ đời mới á. Rồi con máy này hiện đèn đủ đồ, ta lấy bầu á. Rồi đầu bò chán kẹp đầy đủ nha anh em, lăn êm luôn nè. Rồi giờ thứ hai mình. Rồi hai còn ok nha. Rồi em thấy vô video cũng không có mở kiểm thêm á, con này tính em 900 thôi nha, em làm alo em. Rồi tiếp theo lên cho anh em con Ryobi nè anh em, con này hệ da máy giống như Mitsu vậy á, model 21 á, con này máy mới nhưng chưa xài nè. Về rửa là còn sáng tinh luôn nè, đây bô lửa rồi sáng tinh ok anh em, cần lắp đồ đầy đủ hết, đầu bò chán kẹp đủ luôn nha anh em. Rồi giờ thử thôi mình. Rồi ok giờ kiểm tin đi ha. Quá mới. Rồi con này để anh em giá 1 triệu nha. Anh em làm alo em. Thẻ máy là của Mitsu nha nè. Mà dán tem Ryobi á.